Hello, chào các bạn. Hôm nay thì mận nhà mình chín rộ hết rồi. Cũng cuối mùa mận rồi mà ao mà nó rụng các bạn, rụng nhiều lắm. Thì mình làm một ít siro nhé. Thì gồm có mận với đường thôi. Thì mận này á, mình nếu mà mình hái hái xuống á, thì mình để 1-2 ngày cho nó mềm. Thì mình sẽ bỏ vỏ, bỏ hột. Nếu mà các bạn muốn ăn chua thì để hột. Còn nếu mà đỡ chịu ít chua hơn thì các bạn bỏ hột đi nhá. Còn cái vỏ bắt buộc là mình phải lột ra, tại vì cái vỏ nó đắng lắm. Thì mận này là những trái này là coi như là chín chín rụng đó các bạn. Một ít mình hái, một ít là nó chín rụng luôn, nên đâm đâm mình hái xuống mình làm đền. Còn những trái cứng cứng thì các bạn hái trên cây á, thì để em 1-2 ngày hẵng làm nhé. Thì mình làm nó sẽ dễ, mình lột vỏ nó sẽ dễ hơn nữa. Thì bây giờ mận á, mình rửa sạch thì cần là rửa cái núng này nè các bạn. Đất cát ở trong cái núng này nè, mình rửa sạch qua với nước muối luôn nha, nước muối lần cuối cùng. Rồi mình sẽ đi bắt đầu đi lột vỏ nhé. Để lột vỏ cho nó dễ thì các bạn sẽ cứa cái chỗ này nè các bạn, trên đầu hình chữ thập này đó. Khi mận chín là mình lột nó ra dễ, mình kéo nó đây thôi chứ mình không phải gọt nhé, gọt nó rất là lâu. Mà các bạn lưu ý là cái mình phải bỏ vỏ nha, như mình đã nói ngay từ đầu đó, là chứ không phải nó sẽ đắng. Phần hột thì nếu mà các bạn là muốn ăn chua nhiều quá thì mình để hột, còn chua ít như vậy, chua ít thì mình bỏ hột nhé. Mà mình cũng không chưa có tìm hiểu tại sao là khi mình để sống như vậy nha, mình ăn rất là ngọt luôn, không có một tí vị chua nào hết á, nhưng mà khi mình nấu lên là nó có vị chua, gọi là chua chua như mình thấy là chua lắm lắm luôn á. Còn bạn nào coi như vừa ăn cái này là khi mình nấu lên mình cũng phải cho đường nhé, mặc dù là ăn như vậy ngọt ngay luôn. Bạn nào mà ăn chua được thì rất là ngon, tại vì nó chua đậm đà mà nó cho đường nó lại ngọt nữa. Kinh nghiệm của mình thôi, lần đầu tiên mình làm cũng để nguyên vỏ về mình nấu nè, làm cho nó đắng. Lột rất là nhanh. Các bạn thấy là trên là nó cứng thì nó còn sát như vậy, nó không có lột ra được. Còn trên là mình chín mềm á, là mình kéo cái vỏ này. Cái mận nhà mình thì nó đỏ au, nấu lên màu rất là đẹp. Không có nhiều nhà mà cái mận nó không có được đỏ như vậy nè các bạn, nó chỉ hồng hồng thôi. Còn cái cây mận nhà mình thì đỏ. Sau khi mình lột vỏ như vậy là mình cắt, mình bỏ hột đi nha các bạn. Nhà mình nếu mà các bạn ăn chua thì để hột, còn nhà mình cắt, mình lột ra, mình không có để hột nha.
chín thì cũng lột rất là dễ. Khi quay tắt cái điện thoại thì mình bỏ. Sau khi mình bỏ hộp này nha các bạn, mình bác lên bếp mình nấu. Chỉ cái này mình nấu lửa riu riu nha, để cho nó nát tan hết cái mấy cái mặn này ra. Rồi sau đó mình sẽ cho đường. Thì đường thì tùy các bạn thôi, ngọt nhiều thì thường thường là mình cho một mặn này nè và nửa đường. Đó. Khi nào ngọt khi nào mà chưa đủ ngọt thì sau khi nấu xong các bạn uống thì các bạn sẽ cho thêm nhé, chứ mình không cho luôn một lúc mà vừa miệng lúc này. Nên mình cho đường, mà nếu mình có thể là không cũng được, nhưng mà theo như mình thì cho đường sẽ giữ được lâu hơn. Thì mình làm xong thì mình để trong tủ mát thì uống một tuần, còn nếu các bạn để tủ đông để cả năm cũng được nhé. Khi nào có tiệc hay khi nào muốn uống thì mình rã đông ra, thì mình cứ chia thành cái bịch nhỏ nhỏ mình cho vô tủ ngăn đông. Mình để lửa nhỏ thôi nha, đừng có để lửa lớn cháy khét nồi. Mà mình cũng không cho thêm nước nha các bạn. Sau khi sôi vậy nè các bạn, mình có thể lấy cái rây nhé, mình múc vô đây là mình nghiền cho nó nát ra đó. Khi uống thì các bạn có thể lọc hoặc là không lọc cũng được nha. Mình muốn ăn cái nó còn nữa thì mình không có lọc. Còn mình muốn ăn miến thì mình lọc qua cái dây thì nó có nước thôi. Sau khi mình đun thì tương đối là mình đã nghiền cái mặn này, nó đã chín mà nó tan rồi này nha các bạn, mình cho đường vô nha. Thì được thì mình như mình nói là hai phần mặn là một phần đường, hai phần mặn một phần đường nha, có nghĩa là một phần đường một phần mặn nửa phần đường. Thì cái này cũng khó nói, thì tùy các bạn thôi, ngọt như thế nào thì mình
thì mình cho đường vô rồi mình đợi thôi 5 phút thì mình tắt bếp thôi nha các bạn. Là đường nó tan này là được rồi đó. Và thì rơ mận mình đã nấu xong nha các bạn, mình để nguội rồi nè. Thì lúc này thì mình có thể là cho đá vô ly rồi mình thưởng thức thôi, với những trái mận chín mọng thành một nồi siro rất là ngon, thành một món siro rất là ngon. Sau khi mình đã nấu xong thì mình để nguội các bạn, để mình thưởng thức thì mình sẽ cho đá vô nha.